là nhộn nhịp cũng như đang rất là tất bật, cái cảm xúc đang rất là hồi hộp giống như lần đầu tiên Phong tham dự. For the collection, I use a lot of noble materials, so silk and cotton. The collection is about stories that I tell, because when I design from what I feel and what I see. And because it's the first time I show in Vietnam, I want to tell you my story. So it's the story from the heart. Xin chào các bạn, mình là người mẫu trang Phạm. Mình vừa mới trở về từ tuần lễ thời trang London Fashion Week. Và cũng như mọi năm, mình vẫn có mặt ở nơi đây để tham dự chương trình Vietnam International Fashion Week. Vẫn là sân khấu này, vẫn những người bạn đó, vẫn những đồng nghiệp như vậy. Nhưng mà mọi thứ dường như nó bừng sáng hơn. Khi mình so sánh với những sàn diễn ở London thì sàn diễn ở Việt Nam mình, đặc biệt là Vietnam International Fashion Week, thực sự không hề thua kém gì. Với bộ sưu tập lần này thì một cái làn gió mới hơn, cũng là một bộ sưu tập đầu tay dành cho tất cả các bạn nam. Phong cũng có những cái thông điệp mà có rất nhiều bất ngờ dành cho mọi người. I want to send my best wishes to all the Vietnamese designer at Vietnam International Fashion Week, and also to all the international guests that coming to Vietnam International Fashion Week. It's an honor to be part of this program and to showcase with you what Australia is all about. And I really hope that I will be able to come back to Vietnam International Fashion Week again next year. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trà My và hiện tại mình đang có mặt trong hậu trường ngày đầu tiên của Vietnam International Fashion Week. Các bạn có thể nhìn thấy xung quanh hậu trường rất là đông đúc và không khí thực sự là rất là náo nhiệt. Ở bên này các người mẫu đang rất là tập trung make up, còn bên này là những người mẫu tập trung cho casting cho các nhà thiết kế ở những show diễn lần sau. Đối với riêng My thì My nghĩ rằng tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam thực sự là một dịp để cho những người mẫu như My có cơ hội được tỏa sáng trên những sàn diễn đẳng cấp chuyên nghiệp, và cũng là cơ hội để cho các nhà thiết kế có thể thể hiện được ý tưởng cũng như là sự sáng tạo của mình. Hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ cho Vietnam International Fashion Week năm 2017 và nhớ đón xem từng diễn biến, từng show diễn trong chương trình nhé. Chuẩn bị cho show diễn của buổi tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay thì Hường sẽ tham gia trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Khi mà được làm bộ tóc để trình diễn cho tối ngày hôm nay thì Hường cảm thấy rất là vui. Có lẽ đây là kiểu tóc Hường thích nhất trong tất cả những layout tóc của Vietnam International Fashion Week. Và Hường hy vọng là với cái layout tóc này và một lát nữa khi mà mình make up lung linh và xinh đẹp thì Hường sẽ thật là tự tin và để tỏa sáng trên sàn diễn ngày hôm nay. Models.